Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật. Thưa quý vị, thêm một thi thể bé trai mất tích vừa được tìm thấy tại hiện trường vụ lũ quét ở thôn Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Nạn nhân là con của anh Hoàng Văn Thới, 33 tuổi. Trong vụ lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nù 12 ngày trước, anh Thới đã phải chịu nỗi đau quá lớn khi người mẹ già, vợ và ba đứa con của anh đã thiệt mạng. Sau thời gian tìm kiếm, toàn bộ thi thể 5 thành viên trong gia đình anh Thới đã được tìm thấy. Đến thời điểm hiện tại, vụ lũ quét tại thôn Làng Nù đã làm 55 người chết, vẫn còn 12 người mất tích. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đông Giang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, có 2 người bị mất tích khi đi qua cầu tràn qua suối Mon thuộc khu vực Bản Áng. Gần 200 người gồm công an, quân đội và người dân các xã Đông Giang, Mường Sang, Triềng Hắc đã được huy động tích cực tìm kiếm, cứu nạn 2 người bị nước cuốn. Trước đó vào trưa ngày 21 tháng 9, 2 nạn nhân đi xe máy qua cầu tràn thuộc Bản Áng, xã Đông Giang thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi cả người và xe xuống suối. Danh tính của 2 người mất tích là Hạng A Hờ, bản Pa Ken 1, thị trấn Nông Trường Mộc Châu và Tráng Thị Sớ, bản Pha Nhên, xã Lóng Sập. Lực lượng chức năng đã huy động gần 200 người gồm công an, quân đội tích cực tìm kiếm cứu nạn. Đến 11 giờ ngày 22 tháng 9, lực lượng cứu hộ cho biết vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân. Liên quan đến vụ việc 2 người dân mất tích vào ngày hôm qua trên vùng biển La Di Bình Thuận và Thuận Nam Ninh Thuận, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết lực lượng chức năng và tàu cá địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm. Trước đó vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9 tại khu vực gần cửa biển La Di, một nhóm 4 người đang thả lưới đánh cá khu vực gần cửa biển La Di. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc mọi người đang kéo lưới lên thì phát hiện không thấy ông Đoàn Dương Tú Hùng, 45 tuổi, nghi do bị sóng cuốn trôi mất tích. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã sử dụng cano để tổ chức tìm kiếm, đồng thời thông báo cho các tàu cá địa phương hoạt động ven bờ tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm nạn nhân bị mất tích khu vực gần cửa biển La Di. Còn vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9 tại khu vực Bãi Đá Trứng thuộc thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, một nhóm du khách gồm 5 người đến từ Lâm Đồng khi đang chụp ảnh thì một người trượt chân bị sóng cuốn trôi mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, 2 tàu cá ngư dân đã được huy động phối hợp cùng lực lượng tại chỗ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ trong hẻm 113, đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, khiến một phụ nữ tử vong và một người đàn ông bị thương nặng. Vào khoảng 23 giờ ngày 21 tháng 9, cư dân xóm trọ nghe thấy tiếng khóc của trẻ em phát ra từ một căn nhà trọ. Tại hiện trường, mọi người phát hiện một thi thể phụ nữ, trên người có nhiều vết thương hở gây mất máu. Bên cạnh nạn nhân là một người đàn ông cũng có nhiều vết thương trên người. Người đàn ông sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Được biết nạn nhân thuê phòng trọ sống cùng 2 con nhỏ nhiều năm nay, hàng ngày mưu sinh bằng nghề buôn bán. Người đàn ông bị thương không phải chồng nạn nhân mà thi thoảng mới ghé đến phòng trọ này và ở lại qua đêm. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, cư dân xóm trọ không thấy nạn nhân và người đàn ông trên cãi nhau hay xảy ra mâu thuẫn. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một đường dây đưa giấy tờ giả từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. 4 đối tượng bị bắt khẩn cấp về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Riêng Tiền Thị Tuyết Ngân được tại ngoại phục vụ điều tra do đang mang thai. Trước đó vào ngày 13 tháng 9 tại nhà số 9 Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Khánh, Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Ngân bị bắt quả tang đang giao 9 hộp đựng giấy tờ giả cho nhân viên công ty vận chuyển để chuyển đến bưu cục quận 7 giao cho khách. Đồng thời, một tài xế giao hàng công nghệ Grab cũng đến giao cho Ngân 107 túi hồ sơ đựng nhiều giấy tờ giả. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ nhiều giấy tờ giả, đưa Tiền Thị Tuyết Ngân, Phạm Thanh Linh là chồng của Ngân, Nguyễn Quốc Kiệt về trụ sở làm việc. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã xác minh truy xét bắt giữ thêm 2 anh em Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Hữu Thân nhận các loại giấy tờ giả từ Campuchia đưa về Việt Nam rồi giao cho khách theo danh sách có sẵn. Căn nhà số 9 Tân Túc được thuê làm nơi tập kết hàng hóa, đóng gói giấy tờ giả thành bưu phẩm, bên trong chứa tài liệu giả kèm theo quần áo cũ nhằm ngụy trang đối phó với lực lượng chức năng. Sau khi đóng gói thành phẩm, Nguyễn Hữu Thân đã chỉ đạo đặt giao hàng qua các ứng dụng cho bưu cục để chuyển cho khách hàng bằng dịch vụ thu hộ tiền cốt. Khám xét khẩn cấp những nơi còn lại, công an thu giữ nhiều giấy tờ giả, trong đó có bằng cấp các loại, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy tờ tùy thân các loại.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ chứng cứ, truy xét xử lý các đối tượng có liên quan. Hoạt động kinh doanh có điều kiện là loại hình hoạt động đặc thù. Để được cấp phép kinh doanh, các cơ sở cần hội đủ các điều kiện, trong đó có điều kiện về đảm bảo an ninh trật tự. Trên thực tế đã có nhiều đối tượng lợi dụng các cơ sở này để làm địa điểm tụ tập sử dụng ma túy trái phép gây mất an ninh trật tự. Nhiều chủ cơ sở kinh doanh quản lý các địa điểm này đã làm ngơ và tiếp tay cho các đối tượng sử dụng ma túy. Phản ánh sau của nhóm phóng viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Năm đối tượng Trần Minh Chí, Nguyễn Thiện Chí, Nguyễn Nhật Sơn, Đặng Duy Tâm và Nguyễn Thị Tố Hương cùng chú tỉnh Đồng Nai bị bắt quả tang đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Phú Cường, thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua test nhanh, cả năm đều dương tính với chất ma túy. Cầm qua bộ dụng cụ qua bên phòng 05 tại nhà nghỉ Osaka để trả cho bạn của em. Thì sau đó em có ngủ tại đó. Thì vào khoảng lúc 1 giờ bạn tên là Trần Thiện Chí có gọi em dậy mượn cái quẹt khò để sử dụng ma túy, để là nấu sử dụng ma túy. Xong rồi bạn có gọi em dậy sử dụng chung với mấy bạn. Và thì vào khoảng 3 giờ thì mới cán bộ ập vào và bắt quả tang. Trước đó, Công an thành phố Long Khánh bắt quả tang 6 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn phường Xuân An, thu giữ 2 ống hít quấn bằng tờ tiền, một thẻ nhựa màu nâu có dính chất bột màu trắng, một đèn nháy laser, một loa nghe nhạc, một đĩa sứ màu trắng. Qua test nhanh, cả 6 đều dương tính với chất ma túy. Weekend có đi lên Sài Gòn và được người bạn tặng cho một gói ma túy. Xong rồi weekend về tới Long Khánh thì được các vị can Hồ Nhật Lâm, Đăng và Lợi và Công được rủ qua bên khách sạn Cường Thủy để sử dụng chất ma túy. Gần đây, tại nhiều địa phương trong tỉnh, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Vấn nạn nghiện ma túy luôn kèm theo những hệ lụy nguy hiểm, đó là tệ nạn xã hội, là tội phạm, là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tham mưu lãnh đạo công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền, yêu cầu các chủ cơ sở viết cam kết. Đồng thời tổ chức kiểm tra định kỳ đột xuất để phát hiện xử lý các hành vi vi phạm. Xử lý nghiêm các chủ cơ sở hoạt động kinh doanh có điều kiện để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, ngăn chặn tình trạng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới, ngoài vai trò trách nhiệm của lực lượng công an thì rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành, của gia đình và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống ma túy nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Châu, ngụ phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tại cơ quan điều tra, Châu khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Facebook liên hệ trao đổi với một số thành viên của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do đối tượng Đào Minh Quân cầm đầu để được hướng dẫn tham gia. Nhiệm vụ của Châu là chuẩn bị giải số truyền đơn trong các dịp lễ. Khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng công an thu giữ hơn 3.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động gây rối an ninh trật tự được chuẩn bị phát tán trong các dịp lễ nhằm mục đích lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ngoài ra thu giữ nhiều trang thiết bị phương tiện phục vụ soạn thảo in ấn truyền đơn như là máy tính, máy in màu, máy phách. Các mảnh vải hình chữ nhật màu vàng có 3 sọc đỏ và tang chứng vật chứng liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật. Trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã số 04 ngày 7 tháng 7 năm 2015 đối với đối tượng Vũ Văn Bình, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số 01 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa là đối tượng Nguyễn Trần Vinh, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Lê Thị Oanh,
sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Phù Quang, xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã số 45 ngày 21 tháng 8 năm 2019, cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Tạ Mạnh Dũng, tên gọi khác là Tạ Văn Dũng, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại thôn 2, Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi áp dụng các hình thức thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 0692345860 và 0692321667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.